to thế. Anh nhìn nón biết à, nhìn xong. Anh nhìn bưởi thì không có cười. Ờ, thế là bưởi cái gì? Ý là bưởi nón à, bưởi đào. Bưởi đào. Thế đây là cái quả mày gì? Mày ở Gia Lộc ấy, ở Thanh Hà. Nóc nón là đi à. Đây là quả gì? Anh nhìn nón biết. Anh nhìn đây quả em cứ quả đã khổ. Quả em xuống này. Ừ rồi. Thế đây này quả gì đây? Đây. Thế anh nhìn nón à, cái... anh nhìn ổi đi. Quả em. Bởi... ổi đâu mà ổi? Thế quả cái gì? Thế anh sợ nón anh ăn đi. Đây, đây, sợ. Thế anh sợ anh ăn ăn cho em cân nón ạ. À, cân nổi đi. Nghe này, không em... không ăn cái quả này bẩn lắm, không ăn thế đây. Ăn quả này. Thế nón đã. Lại. Anh sợ đi cắn một cái. Sợ đi cắn đi. Nói ít thôi, đem để trả lời nữa. Không nói không được. Anh người ta hỏi đấy, là anh ăn nồn thì em đi đấy. Nói. Chồng con ăn mấy quả chồng con nồn này đi. Chị thông cảm, em mấy nồn nó nói ăn. Nói nó cứ lộn đấy chứ em biết nói đâu. Này cái nồn này ngọt lắm anh ạ. Cái đào này, thế cái dân tộc này này nó vặt nồn, nó vặt chéo. Dân tộc kéo ăn cái loại nồn này. Không, không ăn cái loại này, loại này nó bé. Bé nồn nó càng ngọt. Chứ đừng mua dân Trung Quốc, đừng có sót nồn đừng ăn. Đây, con Hòa, con ra đây con mua đây. Bà Hòa lấy 2 cân nồn rồi, chứ bán cho anh 2 cân. Bà Hòa mới lấy 2 cân thôi, ra đây lấy cân nữa. 2 cân nồn nữa này. Thì anh chỉ bán bằng người ta 1 cân, người ta bán 30, em bán 2 cân lồn rồi. 2 cân có 3 lồn bỏ đấy. Này, cái này là cái gì? Thế anh nhìn nó, anh hỏi. Anh nhìn quả, anh cứ hỏi em. Đi về. Tôi lấy cân này rồi. Lấy cân đi, đây ai? Lấy rồi. Không lấy rồi đâu, này em mà. Lấy cho anh nồn, anh nhìn. Lấy cái này, lấy cái này nữa. Cái này là cái gì? Thế anh nhìn quả nồn nó tôi. Lại lấy 1 cân rồi chứ. Đâu? Thế lấy cái này, lấy cái này. Đấy, quả nồn anh đừng. Cái này có tí lông lá này. Không nồn, không nồn. À, có kỳ ngon mà lồn mỏng. À, đấy, em để cho thứ không quá. Đấy. Thế để cái quả này cho. Quả này để cho mình lấy anh ra lấy một dần nó mỏng cả lắm. Thôi. Ăn dần gì? Mỗi hôm ăn một cái gì? Chúng cũng bổ vặt cá nồn cho tao. Nó cứ vặt trộm. Đây em lấy cho 15 nồn, không phải nói em vừa ăn vừa chuông. 10 nồn. Em bắt 20 nồn đấy. Bởi mà bởi mình nó ngon rồi, bởi không như buổi kia đâu. Thế là bao nhiêu? Bao nhiêu? Đây em để 15 em. 15 gì? 15 nồn chứ. Phải mua cho ông bỏ bán 20 nồn. Đấy. Giờ mua nồn. Không, nồn chắc. Bởi dân tộc kéo ăn. Ăn nồn ngon. Sau em có thì em lại đến bán. Rồi ơi. Mua đi, mua đi. Anh này. Nó chua anh ạ. Lồn nó mềm, nó ngọt, mềm mềm ngon, nó nồn nó sẵn. À, anh thân. Thôi, 10.000 thôi. Đừng, em bán 2 nồn đấy. Thích mua cái lồn nhiều nước. Thích anh ăn nồn em ạ. Lồn này có nhiều nước không? Lồn 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 nước à? Lồn ăn nước thì không mua. Lồn này nhẹ lắm. Mà lồn mua cái lồn to mà lồn ăn nước. Lại nhà mày không mua, tao mới bỏ 10 thôi. 10.000 có bán không? 15 nồn em nấu vừa nồn này. Em cho ông 5 nồn rồi. Em nấu 1 nồn rồi đấy. Lại mua lồn cho chồng nó ăn đi. Cô lấy thì lấy. Lấy cái nào? Lấy quả này. Nào. Cái nào ngon? Lấy quả lồn này. Cái lồn này ngon gì? Nồn kinh mà mẹ không biết đéo thì mà cái lồn. Này lại không biết. Nồn như cái ông kia kìa. Ông kia mua cái gì? Ông nghe. Cái này cái bao nhiêu cân? Thì anh nồn. Anh em này thì là em lấy 15 nồn em bán 15. Người ta bỏ bán 30, 20 em chịu đéo bán đâu.
sáng bán thịt nón hết rồi. Thịt nón lúc nào các anh ăn thì sáng bán thịt nón hết rồi. Vâng. Xin nói nón lên thơm. Đây cái quài này là cái quài gì? Quài nón nhéo mũi nhéo. Lê. Lê gì? Lê thì mua. Nha. Lê thì mua cái quài gì? Anh nhìn nón. Lại nó lên nón mua. Mua rồi. Mua chưa? Mua rồi. Mua thì nên mua làm gì nào? Quả này 3 tiền cân. Em bán 2 nồn nhưng em lấy 20 năm. Em lấy anh 15 nồn, à 15 nghìn. 15 nghìn, 13 nghìn. Thôi 10 thôi. Đúng 20 đấy. 20 gì? Anh em vui tính em để nồn cơ ra. Em để cho anh ăn nồn em. Ăn nồn. Ăn nồn. Và các anh thì em vui tính em để nồn cơ ra. Lại ông kia, lại ông kia. Lại ông kia. Rồi ăn nồn nha. Giá tiền thôi nhá, lê kia trả rồi nhá. Rồi mai nón giá 30 nón thôi. Quả bưởi nữa. Bưởi này. Không ăn mua một quả bưởi tôi không mua quả. Em anh chị ăn mai nón. Bỏ ra xem nón có ngoan. Mổ thử xem nón có ngoan thật. Anh cứ ăn đi, lần sau em bắt nón cho em. Tôi bỏ luôn. Mượn của tao mua luôn cái này là cái này là cái gì? Anh nhìn quả nồn, quả nồn như thế này. Nó thơm. Bỏ luôn, mua luôn. Thì em có dao nồn, em có dao. Có dao, bỏ luôn. Bỏ luôn. Thì em để làm gì? Bác mua. Đấy. Không phải nồn thấy thơm ấy, là ông ấy gửi em, anh bán nồn. Rồi, ông đã mua nồn. Bác xếp nồn đi đâu? Bác mua nồn chứ con. Thì xem cái gì? Này, cho bà này, cho bà này mà chọn. Quay lặng này. Cái nào ngon? Thì anh ấy nhìn nồn nào anh thấy à, còn ý là bưởi quả nào nó ngon. Thì tâm không vặt là bưởi quả nào nó ngon. Còn nhiều nước này. Bóng này nhiều nước này. Yên tâm nồn em nhắn nào. Bông bưởi của em bên dân tộc mà không gửi ra không có bắt bắt hộ. Bắt nồn sáng bắt nợn rồi. Bắt rồi. Sáng bán lợn rồi gì? Ừ, sáng bán thịt nồn đây, à thịt nồn đây, mai đây nồn em mang cho. Mãi thôi, tôi bây giờ ăn cái này chán mẹ rồi, ăn làm sao được nữa mà ăn mãi thế. Bỏ cái nào đi, cần luôn. Anh đi nồn em gì? Kệ nó quả nồn nó ở đây. Đi nhau nồn to có biết. Nồn to thì nó mới xốp mà nồn đẽ thì nó sắn. Đấy, lại kìa, lại cả ông kia mua đi kìa. Sáng bán hết rồi, đúng không? Bán 5 nồn đấy. Sáng. Đây còn vài nồn em bán được vài quả đấy. Sáng em bán thịt hết nồn là thịt nào. Nồn em lông đen, lông vàng, lông trắng. Thôi trả tiền đi. Đâu rồi? Đây, 2 cân đây ạ? Không biết. Nào 2 cân. Không biết. Mà cân lại đi nào. 2 cân nữa. 2 cân nón thế.